Thiệt luôn, anh giao hoa. Anh có thấy ai? Đó là ca nhiều hơn em không? Ấy là thường là em không quay xuống hàng á, mấy bạn có hay kêu em là làm màu. Mấy bạn không tin là cái lượng hoa em xuống nhiều. Không, lượng hoa bên phía anh nhiều nhất. Đây đây chủ nhất. Là anh là mà anh có tự tin từ tin là từ hướng Đà Lạt em nhiều nhất không? Đúng rồi. Điều kiện là phía bên anh là nhiều nhất á. Thiệt không? Thiệt. 100%. Dạ. Anh là đi hoa cho cả chợ Hồ Thị Kỷ đúng không? Đúng rồi. Tức là bên này là vận chuyển cho cả cái chợ Hồ Thị Kỷ á. Chợ Hồ Kỷ thành Kiên luôn rồi. Là cái như Đà Lạt xuống là em là nhiều nhất đúng không? Đây, mọi người thấy không? Giờ hoa nó khá là nhiều. Hoa gì cho mày thì lát mình sẽ cui ra cho mày coi. Nói chung là nguyên một cái xe hoa này là của mình đó. Ảnh hưởng với cả nhà nha. Từ lại sao mà sẽ đây là cái lượng hoa mà xe xuống bắt đầu lên phải xuống. Nói chung là một xe là của mình đó. Ngoài ra sẽ còn rất là nhiều xe và em trong quá trình vận chuyển về. Một đêm như vậy thì sẽ có khá là nhiều xe nha các bạn. Đó, mọi người sẽ thấy quá trình xuống mình quay lại cho cả nhà coi toàn cảnh như thế mọi người. Không biết rằng là một đêm như vậy thì cái lượng hoa xuống sẽ là như thế nào. Đây, thực tế luôn ngày hôm nay nha mọi người. Đó, một đêm như vậy thì bên mình sẽ xuống cái lượng hoa như thế này. Đó. Một thùng như vậy ví dụ như hoa tú cầu mấy trăm bông, còn nếu hoa thạch thảo thì là mấy trăm ký. Còn như hoa hồng đi thì là khoảng 50 bó. 50 bó, một bó thì khoảng 50 bông rồi người ngang năm lên. Hoa thạch thảo là khoảng 50 ký. Nói chung là rất là nhiều loại hoa lá sẽ được xuống như một xe này. Mà cái này là chỉ là một xe thôi, tức là một đơn vị. Mà một đêm như vậy thì mình được là 2, 3, 4, 5 đơn vị. Rồi sáng mai là những cái loại hoa khác nữa. Nói chung là một đêm như vậy thì mình cái lượng hoa nó khá là nhiều. Đó. Quay lại cho cả nhà coi thực tế, cái nhà hiểu được là ở cái lượng hoa bên mình là nhập mới 100%, cho nên ai mà nói là bên này xài hoa cũ hay xài lại là không có. Tứ là nổi tiếng với việc là xài lượng hoa rất nhiều. À, cũng chia sẻ với mọi người một thông điệp luôn là bản thân Tứ là một trong những người rất là kiểu hướng đến việc là xài hoa trong nước. Mọi người biết là những cái mùa hoa ế á, người nông dân trồng ra không biết tiêu thụ đi đâu, thì mình cũng không phải là quá nhiều gì, nhưng mình mong muốn là góp một cái phần nhỏ nhỏ vào cái việc là giống như phát triển nông nghiệp hoa đó. Cho nên là hoa trong nước ở Đà Lạt là mình sẽ rất là mong muốn xài và hạn chế tối đa cái việc mà khuyến khích mọi người là xài hoa kiểu hoa Nhật hay hoa kia, là bên mình không có chủ trương đó. Cho nên là ngoài trừ khách hàng yêu cầu quá cao về những loại hoa khác, mà bản thân mình thấy là hoa trong nước cũng khá là đẹp, thì không có lý do gì mình phải xài hoa kia hết cả nhà. Cho nên cái việc mà mình ấy thì tối thì nhân viên của mình thì sẽ gọi là dưỡng sức để ngày mai làm. Buổi tối thì hầu hết mình thuê các công ty bốc xếp hoặc là các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ xuống hàng hoặc xử lý hoa. Thì nếu mà bữa này nhiều quá thì trực tiếp mình sẽ là thức thâu đêm luôn, hầu như là mình thâu đêm thường xuyên hết cả nhà để mình lo cái lượng hoa để mà có thấy được. Thì quay cho cả nhà coi để cả nhà thấy hết sao. Đây cả nhà hiểu được là cái quy trình làm hoa bên mình nó là như vậy đó, nguyên một cái đội. Anh thấy có công ty hoa là nó làm nhiều hoa hơn em không? Hả? Có công ty hoa này nhiều hoa hơn em không? Hoa của cái hảo là quá là du lịch rồi. Không, hoa